tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự quan tâm của mọi người là động lực sáng tác của tôi, tôi sẽ cố gắng kể tốt từng câu chuyện. Chương 1 Ly hôn nguyên do Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Nam nhân rộng lượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ ba tụ tập vặt vảnh sinh hoạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ bốn tụ tập bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ năm tụ tập sủng ái hài tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét thứ sáu tụ tập thành tích học tập chạy tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ bảy tụ tập chơi mạc trượt thành ghiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Chiến tranh lạnh bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét thứ 9 tụ tập lần thứ nhất cho lãnh đạo viết nói chuyện bản thảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ 10 tụ tập mâm lớn gà tiệm cơm khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.